Hyundai Santa Fe phiên bản 2020 máy dầu cao cấp nhất rồi anh chị. Thì bây giờ Quân về con xe này, bây giờ đã làm đẹp xong, spa xong rất là đẹp rồi. Đó, xe này hồi trước Quân bán là 920 triệu đồng. Thì bữa nay đặc biệt là ưu đãi khuyến mãi giảm 10 triệu đồng cho anh chị nào đang coi trực tiếp từ kênh và đến từ trực tiếp từ kênh của YouTube của Liga Auto. Đó, dành cho anh chị nào đang follow kênh. Đó, nếu mà anh chị nào đang quan tâm xe thì cứ tới trải nghiệm lái thử xe nhá. Xe có màu đỏ sẵn rồi, đi 45.000 cây, 2020 máy dầu, mâm dạng mâm phay, rất là đẹp này anh chị. Mâm phay 19 inch nha, đát lốp còn chạy khá tốt nha. 45.000 cây thì con này anh chị về chạy thoải mái ha, chạy 20-30.000 cây nữa. Xi nhan thì tích hợp xi nhan báo rẽ, đèn chỉnh điện gập điện trên gương, cảnh báo điểm mù đầy đủ hết nha anh chị, có cảnh báo điểm mù trên gương luôn ha. Rồi thất đỏ này anh chị, 45.000 cây thì tất cả mọi thứ còn rất là đẹp ha. Đó, ghế chỉnh điện, phòng điện, chức năng phòng điện đầy đủ hết rồi anh chị, có chức năng làm mát ghế nữa ha, rất là thoải mái nha. Anh chị nào mà thích con Santa Fe nhiều tính năng tiện nghi thì lựa chọn em này. Cổng sạc, cổng sạc không dây QI, chức năng làm phòng ghế, có cam phanh tay điện tử này, auto hold, hỗ trợ đổ đèo đầy đủ hết rồi. 45.000 cây này anh chị, 45.000 cây chuẩn Odo. Vô lăng thì còn rất là đẹp ha, lấy chuyển số trên vô lăng đầy đủ hết luôn. Chống trơn trượt này, cảnh báo điểm mù, gài cầu, cốp điện đầy đủ hết nha anh chị. Xe có trang bị cửa sổ trời toàn cảnh luôn anh chị, rất là đẹp nha. Xe thì thông số xe này anh chị, 2020, sản xuất tại Việt Nam. Xe đến từ thương hiệu Santa Fe Hàn Quốc anh chị. Santa Fe thì rất là nhiều tính năng tiện nghi thôi. Bữa giờ thì cũng khá là nhiều anh chị hẹn qua tháng ngâu để chốt thì nhưng mà vẫn chưa lên. Hôm nay là ngày 29 rồi, Quân quay review lại chiếc xe để cho anh chị nào mà chuẩn bị mua sắm cho chuẩn bị mua sắm để chúng ta đi thì đây là thời điểm mua xe khá tốt ha. Mâm phay này anh chị, mâm thì có chảy xước sơ sơ thôi ha, chảy xước sơ sơ thì anh chị quan tâm con này thì Quân xử lý lại ha. Hôm bữa là Quân đã làm đẹp lại cái phần ngoại thất rồi, sơn xi tất cả làm lại hết rồi. Cốp điện nha anh chị, cốp điện này, cốp điện khá rộng rãi ha, 7 chỗ, gập xuống thì được cái cốp rất là rộng rãi. Tất cả những đường keo chỉ mọi thứ còn nguyên bản hết nha anh chị, còn nguyên bản hết rồi, keo chỉ cốp còn nguyên bản hết nha, không đâm đụng, không tai nạn, không hại động cơ. Những tiêu chí vàng này thì bên Quân đã kiểm tra rất là kỹ rồi. Gầm mọng con này còn khá là tốt nha anh chị. Tuy nhiên 2020 thì sơ cua đã hạ rồi, điều không thể tránh khỏi đường Việt Nam mình rồi. Đó, động cơ dẫn động huy chắc 2.2 cực kỳ mạnh mẽ nha. Đó, loanh quanh 200 mã lực thì gần như là rất là mạnh rồi. Đây anh chị, ghế tài ghế phụ đều chỉnh điện hết nha anh chị. Phía vị trí phụ ghế phụ này thì chưa có phòng ghế nha, tuy nhiên đã có chức năng làm mát sửa ghế rồi. Ghế thì dạng ghế da màu đỏ rất là đẹp ha. Táp lô táp ly còn rất là đẹp nha anh chị, nó rất là đẹp ha. Màn hình thì tích hợp Apple CarPlay đầy đủ hết rồi. Đăng ký thì còn khá dài ha, đăng ký đăng kiểm còn tới tháng 5 2025 lận, còn khá là dài. Đó, anh chị nào mà quan tâm thì mình có thể tới trải nghiệm chiếc xe này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lại cái động cơ của chiếc xe nha, quả tim của chiếc xe. Đây là động cơ của chiếc xe này anh chị, quả tim của chiếc xe này, khối động cơ 2.2 dầu CRDI 16 van, cực kỳ mạnh mẽ ha, 16 van, 8 van nạp, 8 van xả nha. Đây anh chị, tất cả những keo chỉ, ốc, cabo còn nguyên bản, cam kết bằng văn bản cho anh chị nào mà quan tâm chiếc Santa Fe 2020 máy dầu màu đỏ nha. Màu đỏ này thì được mới rất là lâu nha, anh chị nào mà đi thích màu đỏ thì tới trải nghiệm con xe này, lái thử con xe này hoàn toàn miễn phí nhé. Quân có hỗ trợ ngân hàng nhé, có tu cũ đổi mới luôn. Anh chị nào mà muốn dùng đòn bẩy, dùng tiền để làm việc khác thì Quân có hỗ trợ ngân hàng, có hỗ trợ thu cũ và đổi mới luôn. Xe bán ra thì được cam kết bằng văn bản với 3 tiêu chí vàng: không tai nạn, không ngập nước, không tùy kích. Đó, pháp lý chuẩn, bao sang tên, bao rút gốc luôn anh chị. Rồi, anh chị nào quan tâm thì Quân đang để xe tại khu dân cư Vạn Phúc City, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Quân có hỗ trợ cọc từ xa và mang xe tới nhà luôn anh chị nhé.
Rồi, con cảm ơn anh chị đã coi hết video.